băng trụ à, một cú đứt nộ kết hợp cùng với quang địa chấn, sát thương có thể là hơi thiếu một chút xíu nha. Lăn mộng tốc biến theo đến từ Rush, sát thương đến từ Quick Q vừa rồi là không đủ ạ, Rush không kéo theo được ai cả. Và phản gánh tốc biến quang địa chấn bồi vào, cặp này dễ chơi quá anh em ơi. Cặp Talia với Return này, không khác gì cặp Pantheon cả. Cứ một thằng đứt, một thằng đứt ngược lại là kiểu gì cũng có Q ạ. Game có vẻ hơi dễ ạ. Tiếp tục đánh nhau vào Ragaz của Tiểu Cường vừa TP xong lại chết ạ. Cái gì đấy Tiểu Cường ơi, bot đang ngon xong từ có dấu hiệu đang hơi là thua ngược thì phải. Teddy heal máu lên bắn nhưng mà chưa chết được ai cả. Aatrox là Yuka đi mid nhờ. Tiếp tục đánh nhau 2v2 và mạng đã có thì Teddy rồi, Teddy phải gánh rồi, Teddy phải gánh nửa trên rồi. Bên này thì Yuka đang combo hất tung thành công đến từ Q2 và nó sẽ tìm kéo ngược về đến từ CC địa ngục thiêu đốt vào, sát thương sẽ là đủ mà thôi. Mạng dành cho Yuka tốt rồi. Ơi rồi ơi, Rush đi xa rồi anh em ơi. Tốc biến lên bắn thẳng. Sát thương là chưa đủ đến từ Teddy ạ. Hình như là hơi đen. Và đó sẽ là tình huống Harp đi bụi trước, án tử chuẩn xác, cá sấu vẫn đang còn rất nhiều nộ. Rồi toàn Teddy bị trụ bán và máy là không chết. Closer và Yukan. Một tiếng ganh nữa đến từ Talia và lần này quan hệ chân chúng là có mạng đi rồi. Mạng dành cho Closer nữa thì kèo này nó càng khó dành cho Yuka. Tình huống cân 2 đến từ Closer cấp độ 6 ạ. Harp đi bộ ra và còn E mà sao vẫn chết ta. Làm choáng cả hai đẩy chiêu cuối vào, đâm Q vào nó tình huống lấy hai mạng gục chăng. Thiêu đốt và sát thương là chưa đủ đến từ Closer nhưng đó là một tình huống xử lý kỹ năng cá nhân quá ghê. Có coi rank chung không? À bữa nay thì không có rank chung được anh em ơi. Ta tạm thời phải bám víu rank Hàn mấy hôm đã. Đường trên can Summit bị gank, đó là mạng là cho Yuka. Đường dưới án tử chuẩn xác lấy mạng đến từ Asper luôn. 1 đổi 1 đến từ hai bên ạ. Khó coi quá anh em ơi. Tốc biến né làm choáng nha. Ê, vẫn bị một hit nữa từ trụ. Rất tiếc là cú qua nghe đến từ Lilia lại trượt ạ. Bị hiểu khống chế lại và lên bảng đếm số rồi. Một tướng gỡ mạng đến từ Yukan bị quang địa chấn ngược ra và sát thương rất may là lính che một vài viên phi thạch. Nếu không thì sao là Yukan cũng gãy ấy. Cảm ơn toàn vé fan nha, thank you các bạn đã gửi qua nhá. Cảm ơn toàn vé fan về quả trứng nhá. Đường dưới chiêu cuối và bắn đến từ AD gáp nhưng mà sau đó thì bị sấy thanh trừng. Sấy hơi rát đấy ạ. Rồi đi luôn, đường trên đó là tiểu ganh đến từ Elim. Lại là mạng đổi mạng trên toàn bản đồ. Băng trụ, băng trụ một con Thread cấp độ 5 bị đá và lên bảng đếm số rồi. Harp lên được cấp độ 6, có đủ máu để sống sót. Cân 2 à? Làm choáng chỉ trúng 1 thôi nha. Bắt đầu lướt, đẩy cho cuối trượt và lên bảng rồi chắc chắn sẽ là mạng dành cho Yuka. À, hoặc là Lilia. Có Lilia ăn mạng được không? Ăn đi. Làm gì có chuyện chiêu cuối trúng mà cân 2 được, vô lý lắm. Cái gì là phải chết, đổi mạng thôi anh em à. Đến bao giờ quả kim cương của anh mới nhiều đến mức anh chỉ cảm ơn donate thôi nhỉ? Bị đốt, sát thương là khá nhiều đến từ Lydia và đây sẽ là tình huống lấy mạng đến từ Yukan và thậm chí có thể double kill đấy ạ. Một pha double kill luôn. Q3 ra và đó là tình huống tham minh TP rất tốt đến từ Aatrox của Yukan. Vẫn đang gánh KT mùa này thôi anh em à. Gánh Doran, Bonnie các thứ. Summit đang quẩy nhưng mà hết. Hết máu rồi. Tôi thấy các bạn tặng cái đấy rất là nhiều, tôi không biết cái đấy có cái tác dụng gì. Nó có giá trị là một kim cương hả anh em? Closer để chiêu cuối nhưng mà Yukan khá khỏe, Yukan đấp trượt, đang quáng hồi máu từ chiêu huyết, không kịp hồi đã chết rồi. Tuyệt vời. 15 đều để chiêu cuối đẩy đối phương về một góc. Mà Lilia có thể tiếp cận cách dễ dàng và tung chiêu cuối luôn đến từ Lilia với cá sấu trả đam hơi gắt ạ. Bây giờ đam đâu đây, hai con này lấy ra đam đây. Con cá sấu này nó có rất là nhiều máu và kháng phép các thứ rồi. Đường giữa đó là tình huống mà Closer bị Teddy đi đấm chết. Đường trên đúng là tình huống cân 2 rồi. Rush nuôi quái vật, tiếp thả quái vật ra rồi. Summit đang cực kỳ khỏe và án tử chuẩn xác như thế này để đứt nộ vào mạng là cho Summit double kill đường trên rồi cá sấu rồi. Teddy nhờn bị mất ngay cái flash ạ. Kermi băng vào bị Engel trở ra. Rush tung thùng rượu nổ đầy con cá sấu về và đó là tình huống tấn công lấy shutdown. Chơi nhây này, bị shutdown rồi anh em ơi. Teddy mạng được thì
Thôi rồi, Teddy thì tao bắn cho nha. Nhây nhây với Teddy thì quăng địa chấn sát tường, mất nửa cây máu gì can. Án tử chuẩn xác trúng vào cơ mi của Háp, bị hất ngược về và lên bảng đếm số luôn. Nhưng Án trọng đang quẩy anh em ơi. Tốc biến Q3 và hút máu rất nhiều đến thực chí hấp huyết, cộng với đó là chiêu cuối tiên phong của Irelia. Yukan vẫn có mạng, vẫn đang hồi máu, Q3 bổ rất mất rồi. Một tiếng CC quá tốt đến từ Ross. Lật kèo rồi anh em ơi. 3 chấm vào 1, ôi Yukan từ từ em ơi. Tốc biến lên. GG 5Q vào mồm mà không mất bất kỳ ai, mất một ông support ạ. Cú TP này đấy, TP đến summit để báo án sau một tình huống bị bắt bớ bởi rất nhiều thành viên team địch. Một cú đúp không có nộ, Teddy đi về hướng của Ragaz của Rush là hợp lý rồi. Rush sẽ cover và bắn rất rát đến từ Teddy. Summit có một cú quy nộ lên hồi cực kỳ nhiều máu, sau đó sẽ là tình huống đổi mạng. Lướt lên bắn đến từ Teddy, Teddy không có đủ sát thương, hồi máu đến từ Đắc Thắng và đó là tình huống Teddy bắn vẫn được anh em ạ. À, mấy người mà đại khái là người ta xem thì cứ biết một vài cái sơ sơ thôi. À trong nó quẩy anh em ơi. Closer làm choáng và Rush trong xám đâm quy vào ông đây. À trong yếu máu rồi. Chỗ cuối theo đến từ Talia và đó là tình huống shut down. Kai'Sa bị con Ragaz 06 solo kill anh em ạ. Gãy rồi, 3 chấm nổ rồi. Rush vẫn chưa chết, một tình huống combo mù mắt đến từ vị trí của Yukan. EQ trượt và Rush có thể sẽ phải trả giá sau tiếng quy trượt vừa rồi, đúng là như vậy, Rush sẽ chết. Chỉ có cái điều là con Kai'Sa này cũng không thọ được đâu. À, chọc đổ này mà nó đấm vào người, có phải là hư người rồi không? Trời ơi, không cần Q3 luôn. Khúc du rừng thảm. Một tình huống đẩy thùng rượu tốt đến từ Rush. Rush đã có mạng của vị trí Closer. Closer chết chay anh em ơi. Định nghĩa của chết chay là đây chứ đâu nữa. Tốc biến bổ với Yukan bổ chết được xạ thủ đối phương. Tốc biến ngược trở ra với một lượng máu ít ỏi sao vẫn phải lên bảng. Nhưng Adegas phải trả giá. Người tiếp theo lên bảng có thể là Asper. Người duy nhất sống sót tới thời điểm này của team 2, à team 1. Không thọ được quá lâu khi mà Teddy bắn cực kỳ rát. Easy 3 chấm rồi anh em ơi. Đội hình chính của T1 công bố hết chưa như chưa. À trong hút máu hơi nhiều. Closer thì chưa có đủ đa để giết Duncan. Đã đủ rồi nhưng mà sau đó thì con Lilia đến quạt một phát đi hai ông. Mấy ông đừng có phá mạng nữa coi. Ba chấm thật kìa. Lượm kèo anh em ơi. Hành lang cánh phải anh em ơi. Thế thì lại không những 3 chấm mà còn 3 kèo nữa. Anh em là bắt cánh phải là ăn 3 chấm lẫn 3 kèo luôn đấy.